Ổi, vãi nổi, quỷ địa ngục của Selena dạo này khiến mọi người thấy hơi khó chịu. Cho nên là chiêu 1, cạm bẫy vực thẳm, thời gian duy trì của quỷ địa ngục giảm từ vĩnh viễn xuống còn 60 giây. Ngồi không trúng đạn là có thật công ạ, vãi trưởng luôn. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends để mà cùng đến với cái video clip mới nhất mà mỡ làm về cái cô nàng sát thủ Selena. Một trong những cái cô nàng sát thủ có trong những cái ngoại hình cực kỳ là xinh xắn, đẹp, sang trọng và đắt đỏ, đến từ cái trang phục thuộc biệt đội Stun, đó chính là Stun Selena. Những cái vấn đề ở đây mà chúng ta muốn chia sẻ, mỡ muốn chia sẻ với anh em, nó không phải về chủ yếu là cái trang phục anh em ạ, mà nó đến từ cái chiêu một, cái cạm bẫy vực thẳm của Selena. Khi mà cái con sát thủ phép này nó kiểu dạng ngồi không cũng bị ăn đạn anh em ạ. Khi mà mỡ nghĩ rằng là có khá nhiều những cái phản hồi đến từ cộng đồng Mobile Legends, hoặc là cái tầm ảnh hưởng của cái con chất tướng sát thủ phép này thông qua những cái giải đấu nó đang bị gọi là nhiều quá. Cho nên là Selena này nó đã bị giảm sức mạnh đến từ cái cạm bẫy vực thẳm của cái con tướng này thôi. Theo như thông tin mà mỡ nhận được ý là cái cạm bẫy vực thẳm của con Selena này trước đây là nó đặt được vĩnh viễn. Tức là về cơ bản con Selena nó chỉ có thể đạt được tối đa 3 cái cạm bẫy ở trên cái bản đồ này thôi. Nhưng 3 cái cạm bẫy đó là vĩnh viễn anh em ạ, nó tồn tại vĩnh viễn luôn. Nhưng mà Moonton thấy được rằng là 3 cạm bẫy này tồn tại vĩnh viễn nghe chừng là hơi sai sai. Cho nên là họ quyết định gọi là giảm sức mạnh bằng việc chỉ để cho 3 cái cạm bẫy vực thẳm này nó chỉ tồn tại 60 giây thôi. Và sau khi hết 60 giây thì cái cạm bẫy vực thẳm này nó sẽ biến mất. Đó. Thì đây là những cái động thái mà nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của con Selena đâu, mà nó giảm đi những cái yếu tố liên quan đến tầm nhìn, liên quan đến khả năng kiểm soát bản đồ, và liên quan một phần nào đó đến từ cái việc gọi là bỗng dưng kẻ địch bị mất máu nữa. Thì đó là những cái gì mà mỡ mới có được cho mình, đó là cái cảm nhận đầu tiên khi mà mỡ thấy được cái thông tin Selena bị giảm sức mạnh, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn thì về sức mạnh của Selena ở trong cái bản hot patch, cái patch note vội vừa xong ấy, thì mỡ thấy là không có nhiều thay đổi mấy. Bởi vì cái lượng đam của Selena nó vẫn là từng đấy, sốc đam ra thì vẫn từng đó sát thương, không có yếu gì cả. Và trước đó là mỡ cũng đã gọi là mang vào ở trong máy chủ để mỡ test, mỡ so sánh đối chiếu giữa một cái video clip mỡ làm trước khi mà cái con Selena nó bị giảm sức mạnh so với sau đó là một cái con Selena nó mới, thì hoàn toàn không có sự khác biệt gì cả. Cho nên là ở trong video clip này sẽ là xin gọi là kính viếng và tiễn đưa vong linh của cái cạm bẫy vực thẳm, tức là cái con quỷ địa ngục đến từ chiêu 1 của Selena thôi anh em ơi. Giờ đây thì Selena chỉ có thể gọi là đặt bẫy được tối đa 60 giây thôi anh em ạ. Rồi, ở đây mỡ đặt bẫy là chuẩn xác đến từ vị trí của mỡ. Ui, muốn lướt vào quá anh em ơi. Nhưng mà về cơ bản lướt vào chết từ từ anh em nha, bình tĩnh. Phóng run chặn đầu nhưng có một cái pha gọi là lạng lách đánh võng đến từ vị trí của Saber. Tuy nhiên anh ta không lạng lách đánh võng được bao nhiêu, anh ta vẫn phải cụ đi chân lạnh toát. Mỡ thấy có vị trí của đó là cái vị tướng Cyclops ở đây. Mỡ thấy anh ta di chuyển lên đường trên, nhưng liệu rằng Moscow có thấy không thì câu trả lời ở đây là mỡ không biết. Mỡ tiếp tục phóng run lên đường trên. Tuy nhiên là team bạn khá là lươn, và bởi vì đây là cái trận đấu ở cái tầm rank thần thoại anh em nha, cho nên là chạy với chúng tôi này, mạng thứ hai của mỡ trong cái trận đấu này. Về cơ bản ý, là team bạn thì cũng có những pha lạng lách đánh võng khá là khó chịu. Nhưng anh em cần phải nhớ rằng cái con Selena này là một trong những cái chất tướng sát thủ mà có thể nói rằng
có cho mình đó là cái khả năng gọi là kiểm soát bản đồ cũng như là kỹ năng khá là cao. Cho nên chơi cái con Selena này nó sẽ theo cái kiểu gọi là anh em mà muốn chơi giỏi con Selena ấy, thì anh em sẽ cần phải có được cho mình những cái pha nhạy cảm, những cái pha keo mách và xử lý tình huống thì anh em mới chơi được. Còn nếu như mà không ý, thì anh em sẽ không chơi được cái con tướng sát thủ này đâu. Đường trên mỡ thấy một cái pha tam liên trảm đến từ vị trí của Saber, nhưng ở đây là có mỡ đặt bẫy dùng skill đồ và lên bảng điểm số, đó chính là cái vị tướng Saber. Mỡ có được cái mạng hỗ trợ thứ hai. Đường giữa mỡ thấy có Cyclops ở đây đặt bẫy phóng run làm combo quá thuận tay, nhưng cái tầm nó là không đủ để mà có thể gọi là khống chế lên người của Cyclops. Trước cái phát vừa xong có khống chế là mỡ vào rồi anh em ạ. Rồi đặt cái bẫy ở đây nha, xem có ai không. Và đến thời điểm hiện tại thì mỡ nghĩ rằng là cái việc gọi là duy trì ba cái bẫy trong khoảng thời gian 60 giây để đặt những cái chỗ trọng yếu phát hiện tầm nhìn đối với Selena vẫn là ok la, nó không có vấn đề gì cả anh em ạ. Còn thì ở thời điểm hiện tại con Selena nó vẫn chơi được theo cái kiểu đó là anh em đặt được tối đa 3 cái bẫy đúng không? Thì anh em cứ đặt được khoảng độ tầm 2 cái bẫy để kiểm soát tầm nhìn đi, và một cái bẫy còn lại để mà anh em phóng zoom. Tức là lúc nào chơi Selena trên bản đồ anh em cũng phải có tối đa 3 cái bẫy, thì khi đó anh em mới có thể phát huy được tối đa cái tiềm năng cũng như là cái sức mạnh của cái con tướng sát thủ phép này anh em nha. Đó, rồi lướt lên một cào, nhưng cái phát cào này không thấm là bởi vì mỡ không có được cho mình đó là cái stack cộng dồn lên trên đầu của kẻ địch. Rồi chạm sát có được mạng cũng đến từ cái vị tướng Cyclops, nhưng sau đó thì cái anh chàng Gilson cũng phải cú đi chạy lạnh toát. Xbox định vòng ra phía sau để gọi là móc lốp mỡ, nhưng bẫy mỡ đặt ở những cái góc rất khó chịu khiến cho Xbox bị lộ diện. Rồi thì ui Saber cũng bị lộ diện luôn, anh ta lại còn dính phải cái bẫy của mỡ. Rồi ôi con sông quê ôi trùng khế nhục, định là băng trụ đổi mạng mỡ anh em ạ. Nhưng câu trả lời ở đây là bẫy mỡ đặt là khá nhiều. Mặc dù là cái thời gian bẫy này ở trong cái bản cập nhật đang được có trong tựa game Mobile Legends của chúng ta nó chỉ còn 60 giây thôi, mà mỡ nghĩ rằng là anh em vẫn nên gọi là giữ nguyên cái lối chơi của Selena. Nó không quá khác biệt. Đấy là anh em nếu như anh em đi đường giữa như mỡ này, lúc nào anh em cũng sẽ phải đặt bẫy ở trong hai cái bụi để anh em kiểm soát được tầm nhìn. Còn nếu như mà anh em cảm giác như là kẻ địch có thể đi qua đâu đó ấy, hoặc là kẻ địch gọi là đang muốn hướng lên đâu đó ấy, thì anh em cứ đặt bẫy nhạy cảm ở chỗ đấy. Và chúng ta chỉ cần quan tâm rằng là bây giờ bẫy nó chỉ còn tồn tại 1 phút mà thôi. Rồi, phóng run là chuẩn xác, chúng được đó là cái vị tướng Cyclops vô vào anh ta, nhưng sát thương là không đủ. Đáng nghĩ ra tình huống vừa xong mỡ chạm sát anh em ạ, nhưng mỡ nghĩ là không đủ đam cho nên mỡ không xài. Giao tranh vẫn đang được tiếp diễn và đã là kết thúc rồi. Mỡ phóng run là trúng vào mặt của đó là cái vị tướng Saber. Ôi anh ta quyết định lao lên dồn sát thương vào Johnson, và mỡ đã chứng minh cho anh ta được rằng đó là cái quyết định sai. Mỡ ở thời điểm hiện tại đã có được cho mình đó là 5 mạng hạ gục ở trong cái trận đấu này và chưa phải nằm xuống bất kỳ một cái mạng nào cả. Đó thì về cơ bản là đây là một cái gameplay về một cái con Selena, về cái lối chơi mà mỡ nghĩ là mang đến cho anh em một cái lối chơi nó mang tính chất gọi là phổ thông thôi, nó không có gì đột phá cả. Thì với Selena anh em hoàn toàn có thể sử dụng đó là cái phép bổ trợ chảm sát hoặc là cái phép bổ trợ tốc biến tùy anh em nha. Rồi tông xe ở cái tầm tăng quá mạnh đến từ vị trí của Johnson khiến cho Ranger phải cũ đi chạy lạnh toát. Tốc biến đến từ vị trí của Atlas, anh ta chậm tay mất rồi, anh ta không gắp được mỡ ra và mỡ lao vào thì cũng không thể nào dùng sát thương được Atlas bởi vì anh ta rơi vào cái dạng kỹ năng thứ hai tách cái linh hồn của anh ta ra mà anh ta thoát khỏi ở trong cái tình huống vừa xong. Mỡ vẫn có được cho mình cái KD mạng thứ 5 ở thời điểm đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 7. Ở cái thế trận này thì mỡ nghĩ rằng là team của mỡ đang trên kèo so với team bạn. Moscow có lẽ rằng anh ta cũng không quá thọt và anh ta hoàn toàn có thể solo thắng được đó là Saber nếu như mà anh ta găm được đối phương vào tường hợp lý. Mỡ có mặt ở đây sẽ là di chuyển ra đường giữa thủ nhà và có được tin vui báo về khi mà Moscow anh ta đã thực sự làm được cái điều đó. Saber lên bảng hạ gục cũ đi chặt lạnh toát và Xbox cũng phải chịu chung số phận. Đường trên thì có một cái pha gọi là lao xe lên là quyết đoán đến từ vị trí của Johnson. Tuy nhiên cái sự đánh động đó đã khiến cho Cyclops anh ta đã lùi về và anh ta phát hiện được ra mỡ. Mỡ có mặt ở đây liên tục là những cái pha thả run, nhưng team bạn lặng lách đánh võng là khá ghê và mỡ không phóng run được chúng ai từ nãy đến giờ. Bây giờ tiếp tục là phóng run này, phóng được chúng run vào ông Atlas, nhưng Atlas đã có cái khiên thần Athena. Tiếp tục phóng run, lần này phóng run là quá chuẩn, phóng thẳng vào mặt của đó là Ranger. Tuy nhiên Ranger kịp tỉnh trước khi mà mỡ lao vào. Atlas sử dụng cái chiêu thứ hai phân tách, nhưng anh ta bị hạ gục đến từ cái chém đoạt mệnh của cái vị tướng Banman. Anh ta lùi ra được, team mỡ mất 2 và team bạn mất 1. Mỡ có mặt ở đây thả run tầm gần, ôi dồi ôi sao hách não quả, ba đạo đến từ vị trí của con Cyclops tí nhỏ.
ui sao cái phát vừa xong nó lại có một cái tình huống nhạy cảm vậy ta, rồi ui mỡ phóng zoom nhưng sạch lốp có vẻ như là đang có những cái pha xử lý nó rất là liên lẹo, anh ta có thể gọi là né được những cái con zoom của mỡ. Mỡ khá là đánh giá cao cái tình huống xử lý vừa xong của sạch lốp anh em ạ. Tiếp tục là phóng zoom ra đường giữa, tuy nhiên sạch lốp khá là rành mà, anh ta lé được hết, nhưng mà dĩ nhiên anh ta né được thôi bởi vì những cái pha phóng zoom của mỡ hầu như là những cái pha phóng zoom hư chiêu anh em. Rồi đường trên mỡ đang thấy có những cái người rình mò lấy con rùa của team mỡ và mỡ đã phóng zoom lên, tuy nhiên là không có ai muốn giữ rùa bên phía của team bạn cả. Tiếp tục là phóng zoom ở đây để mà check bụi nhưng mà vẫn không có ai luôn anh em, đặt cái cạm bẫy bực thẳm ra để check nha. Rồi đi vào bẫy đến từ vị trí của hình như là Saber đúng không ạ, phóng rút động, phóng rút bừa này để xem quái trong này ông ta có ủ sổ ôi phát này mà trượt nữa thì đi nhưng mà về cơ bản phóng trúng phát đấy thì cũng không giải quyết được cái gì cả anh em ạ, bởi vì là có sự backup đến từ vị trí của đó là cái anh chàng Xbox cho nên là mỡ không dám lao vào, tiếp tục đứng đằng sau phóng run. Đó là cách chơi đến từ cái vị tướng Selena anh em nha, anh em cứ đứng ngoài phóng run để gây áp lực vô hình cho team bạn và sau đó anh em chỉ lao vào khi mà anh em đã chắc chắn những cái pha phóng run của mình là chuẩn, còn không thì chúng ta cứ đứng ngoài phóng run thôi. Set trang bị mà mỡ đề xuất với anh em ở trong video clip này sẽ là cái set trang bị giúp cho anh em có lượng cái sát thương theo thời gian khỏe và cái lượng mana dồi dào để mà anh em có thể phóng run, đó là cái dây cổ thuật, cái đồng hồ định mệnh, cái quyền trợ sấm sét cùng với đó là cái pha lê ánh sáng. Hai cái trang bị cuối cùng sẽ là cái trang bị thanh kiếm và cái trang bị vòng khóa hồn. Đó là những cái trang bị tùy tình huống anh em nha. Rồi, giao tranh nổ ra ở đây và team bạn muốn lui về nhưng liệu họ có lui được không? Dùn đớp thẳng vào mặt luôn và cụ đi chân lạnh toát, đó là cái vị tướng xạ thủ đi rừng Granger. Mỡ ngăn chặn lại được đó là cái tốc độ farm rừng đến từ vị trí của team bạn. Phóng run chặn đầu, tuy nhiên là cái anh chàng Cyclops này đánh thực sự rất là lươn lẹo nhưng ta bị choáng đến từ Johnson. Anh ta bị tông xe và anh ta sẽ bị run của mỡ đớp. Mỡ có được cái mạng thứ 7, mỡ lướt vào cào nhưng không có được thêm cái mạng nào cả, chỉ là mạng hỗ trợ mà thôi. Nhưng như vậy đã là đủ rồi, team của mỡ lấy đi cho mình đó là cái trụ đường giữa, tiếp tục là đứng đằng sau. Đấy anh em thấy cách chơi con Selena như nào, thì anh em chỉ cần đi cạnh cùng đồng đội này, có những cái pha đặt cạm bẫy bừng thẳm vào cái hướng mà anh em nghĩ là cái địch nó sẽ di chuyển đến, anh em hiểu không ạ? Và sau đó thì anh em sẽ gọi là có những cái tình huống đứng từ đằng xa và phóng zoom mà thôi. Chúng ta chỉ lao vào khi mà chúng ta chắc chắn được rằng chúng ta sẽ hạ gục được team bạn thì chúng ta mới chơi, còn không thì chúng ta cứ đứng từ đằng xa và chúng ta ngắm nhìn team bạn là được anh em ạ. Đấy anh em thấy không, tiếp tục là phóng zoom vào bụi để check xem có Alad trong bụi không. Câu trả lời là ở đây là không có ai cả. Mỡ thấy có Moskov, anh ta đánh khá hổ báo và anh ta đã buộc phải tốc biến sau khi hạ gục đi được đó là cái vị tướng Granger mang về, đó là ôi dồi ôi thôi chịu. Cái tình huống vừa xong thì đúng chịu anh em ạ, bởi vì chúng ta thấy được rằng cái con Saber nó ghi mỡ từ đầu trận đến giờ rồi, nó ghi mỡ phải 11 phút đồng hồ trôi qua là nó đã ghi mỡ rồi, cho nên mỡ không thể nào mà làm được thêm cái điều gì khác cả ngoài cái việc lên bảng điểm số. Tuy nhiên là sẽ cần phải gọi là chơi cẩn thận lại nha, thằng Saber nó ghim là hơi khó đấy anh em. Rồi phóng bẫy vào bụi để xem có ai không này, từ từ đây phóng bẫy vào bụi này anh em. Rồi không có ai trong này nha, team của mỡ ăn được cái con lót này rồi và team bạn có vẻ như là đang muốn khởi động cho mình, đó là con bùa xanh phóng run. Ui chuẩn anh em ạ, trúng vào mặt của Atla, tình huống né run khá nhạy cảm đến từ vị trí của đó là cái vị tướng Xbox. Tiếp tục là đứng trong bụi phóng run ra, đấy anh em thấy không, kiểu phóng bừa phóng 5 thì cũng phải trúng 4 anh em hiểu không ạ, phóng qua đám đông 5 thằng thì phải có một thằng trúng, thì đấy chính là cái lý do mà nhiều anh em sẽ bảo là tại sao cầm cái con Selena này càng về late game mà kiểu team đang thằng nó phóng run dễ thế, rồi dễ trúng thế, bởi vì một cái điều rất là đơn giản thôi anh em, bởi vì là khi mà kiểu team bạn gọi là về kéo game về late đúng không, thì cái sự tập trung của team bạn đông hơn, lúc nào cũng 4-5 thành viên và anh em cứ phóng một cái đám đấy thôi thì cái tỷ lệ trúng sẽ rất là cao, anh em thấy không ạ, anh em cứ phóng là anh em sẽ trúng đấy, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà vấn đề ở đây là đôi khi chúng ta có chịu phóng không, thì anh em nên tận dụng đó là cái cơ chế chuyển đổi dạng giữa dạng đánh xa và dạng đánh gần của con Selena này và sau đó anh em phóng run. Anh em lưu ý rằng là khi mà chuyển đổi qua lại giữa hai dạng ý, thì bộ kỹ năng của Selena nó sẽ được reset đi 100%. Đó cho nên anh em cứ thoải mái sử dụng. Rồi vẫn có được thêm cái mạng thứ 8 và rõ ràng anh em có thể thấy được rằng là cái tầm ảnh hưởng của con Selena này ở thời điểm hiện tại nó cũng không thay đổi gì quá nhiều đúng không ạ, nó vẫn là như vậy về cách chơi như vậy mà thôi. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh và hẹn lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Peace.